Mến chào quý khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Tình hình sức khỏe danh ca Lệ Thu sau tin nguy kịch vì Covid-19 chưa khỏi hẳn nhưng đã tốt hơn. Vào sáng ngày 3 tháng 1 vừa qua, thông tin nữ danh ca Lệ Thu qua đời tại Mỹ vì nhiễm dịch bệnh Covid-19 khiến cộng đồng fan hâm mộ nước nhà không khỏi hoang mang. Không lâu sau đó, con gái của nữ danh ca đã thông qua các anh chị em nghệ sĩ thông báo đến khán giả rằng hiện tại danh ca Lệ Thu đang trong cơn nguy kịch. Trong những ngày qua, hầu hết ai cũng trong tình trạng lo lắng cho sức khỏe của nữ danh ca Mộng Triều Xuân một thời. Mới đây, Dũng Tyler, chồng của nữ ca sĩ Thu Phương và cũng là bạn bè thân thiết của nhiều nghệ sĩ hải ngoại đã chia sẻ thông tin về diễn biến sức khỏe của danh ca Lệ Thu. Theo đó, Dũng Tyler cho biết, lời cầu nguyện của mọi người đã linh ứng, sức khỏe của nữ danh ca Lệ Thu dù chưa hoàn toàn bình phục nhưng đã tốt hơn. Nguyên văn lời chia sẻ của Dũng Tyler trên tài khoản mạng xã hội cá nhân như sau. Tin từ con gái danh ca Lệ Thu, hiện tại cô đã tự thở 25%, máy hỗ trợ thở làm việc 75%, tốt hơn 2 ngày trước khi máy hỗ trợ thở làm việc 100%. Vẫn chưa qua cơn nguy kịch nhưng đã tốt hơn, tiếp tục lời cầu nguyện cho cô nhé. Mặc dù sức khỏe của nữ danh ca hàng đầu xứ Việt vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng thông báo trên đã phần nào trấn an được người hâm mộ. Khán giả nước nhà đều cầu nguyện cho nữ danh ca Lệ Thu ở nước Mỹ sớm hồi phục sau một năm làng giải trí Việt có quá nhiều mất mát. Nữ danh ca Lệ Thu là một trong ba đại danh ca hàng đầu làng nhạc Việt những năm 1975, bên cạnh danh ca Thái Thanh, Khánh Ly. Thời gian sau này, danh ca Lệ Thu chủ yếu sống ở Mỹ cùng con cái. Sáng ngày 3 tháng 1, thông tin về việc nữ danh ca Lệ Thu qua đời do mắc Covid-19 khiến ai cũng hoang mang. Ngay sau đó, con gái của cô đã đứng ra đính chính. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.